Xin chào các bạn và rất vui được gặp lại các bạn trong chuỗi tổng hợp ngữ pháp N2 của trung tâm tiếng Nhật 30 phút tiếng Nhật mỗi ngày. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì không phải là một cái clip làm về tổng hợp ngữ pháp N2 đâu, mà đây là một cái clip mà để cho các bạn có thể có một cái cách phân bổ thời gian cũng như là cách làm ngữ pháp thật là hiệu quả trong TGLPT, không chỉ áp dụng đối với N2 mà đối với N3, N2 và N1 thì chúng ta đều áp dụng được, được không ạ? Thế thì như các bạn đã biết đó là về mặt thời gian, nếu như mà bạn làm sao đấy, bạn không phân bổ thời gian một cách hợp lý thì nhiều khả năng là bạn sẽ không đủ thời gian để đọc hiểu. Cho nên là phần ngữ pháp này nha, mình osusume cho các bạn đó là nó sẽ xuất hiện trong môn đai 7, môn đai 8 và môn đai 9 ở phần ngữ pháp, đúng không ạ? Được chưa? Đó thì ở trong phần đề thi ấy, được không ạ? Về mặt thời gian nha, thì đối với N3 các bạn nên làm tối đa là 20 phút, được chưa? Bạn nào làm nhanh thì làm trong khoảng 15 phút thôi. Tức là cái thời gian mà các bạn làm ngữ pháp là khoảng 15-20 phút thì các bạn mới có gì? Có khoảng 50 phút đến 55 hoặc là 60 phút để làm gì? Làm đọc hiểu. Cho nên nhớ cho mình đó là không nên làm ngữ pháp mất quá nhiều thời gian, quá 20 phút là các bạn sẽ bị xem trong cái thời gian đọc hiểu, cho nên là nó sẽ không hiệu quả. Ok không ạ? Chúng ta phải bấm giờ nhá, căn giờ. Và đối với N2 và N1 ấy thì thường là mình sẽ cân đối cái thời gian nó là tối đa 25 phút, còn nếu mà nhanh thì chúng ta sẽ làm trong khoảng hơn 20 phút. Ok không ạ? Thì đây về mặt thời gian, các bạn phải để ý nha, bởi vì là đối với N3 thì chúng ta có 70 phút làm phần ngữ pháp và 70 phút làm phần ngữ pháp và phần đọc hiểu. Cho nên là các bạn trừ đi 15 thì các bạn còn gì? Còn 55 phút, và ít nhất là các bạn phải có 50 cho đến 55 phút làm đọc hiểu các bạn mới đủ thời gian được. Còn đối với N2 và N1 đó thì chúng ta tối đa nhá, làm 25 phút thôi, được không ạ? Đó phần ngữ pháp. Nhớ về mặt thời gian cho mình, các bạn phải căn thời gian nhé. Thì mình sẽ xét từng cái cách làm của từng môn đai một. Mỗi môn đai thì nó sẽ có những cái cách ra đề. Với mỗi cái cách ra đề thì chúng ta sẽ có cái cách làm khác nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xét từng môn đai một. Đầu tiên đó là môn đai thứ 7, ok không ạ? Môn đai 7 ấy thì các bạn có thấy không? Đó là chúng ta cần đọc để hiểu được câu và hiểu được ngữ cảnh. Các bạn sẽ thấy này, là nếu như mà các bạn không dịch được, không đọc được thì cái phần môn đai 7 này các bạn sẽ khá là khó, đúng không? Và đặc biệt là đối với các đề gần đây thì các bạn sẽ thấy không, đó là cái xu hướng ra đề thường là nó trong văn hội thoại khá là nhiều và văn đời sống hàng ngày khá là nhiều. Cho nên là yêu cầu là mình cần phải hiểu câu và hiểu được ngữ cảnh của cái ngữ pháp đấy, nó muốn định, tức là nó định nói cái gì trong câu này để mình ốp cái ngữ pháp nào vào cho phù hợp, ok không ạ? Đó, thì một số ấy, ok chọn một số trường hợp ấy là nó là một set ngữ pháp thì chúng ta có thể nhìn nhanh được. Chỗ này nó hơi bị che một chút, có nghĩa là nó sẽ có những cái set ngữ pháp mà mình có thể nhìn nhanh được. Lát nữa mình sẽ phân tích cụ thể từng phần một, ok không ạ? Đây là chữ nhìn nhanh nha các bạn nha, ok không ạ? Được không ạ? Thứ hai đó là tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Cái này mình đã có riêng một cái clip làm về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ rất là cụ thể và chi tiết rồi, cho nên là bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể xem lại nha. Được không ạ? Mình rất là hiệu, tức là cái phần kính ngữ và khiêm nhường ngữ này mình làm cụ thể cho tất cả các bạn từ N4 đến N4 cho đến N3, N2, N1 đều có thể xem được, được không ạ? Đó. Thế thì về các quy tắc kính ngữ ấy, được không ạ? Hay là khiêm nhường ngữ. Tiếp theo đó là sai khiến bị động và sai khiến bị động thì mình sẽ có một cái clip làm về phần này. Ok không ạ? Các bạn hãy chờ mình một chút nhé, được không ạ? Và phần thứ tư đó là phần cho nhận. Cái phần cho nhận này ấy thì là một cái phần mà nhiều học sinh bảo là em không biết là bây giờ là ai cho ai nhận nữa, đúng không? Thế là nhiều bạn rất là hay bị nhầm là cái người cho thì nghĩ là người nhận mà người nhận thì lại nghĩ là người cho. Cho nên là cái phần này cũng là một cái phần mà học sinh khá là đau đầu, được không ạ? Khi mà mình dạy thì mình phát hiện ra là học sinh rất là hay bị nhầm mấy cái phần này, được không ạ? Thì đấy là bốn cái phần ngữ pháp mà nó hay, đúng không? Nó hay xuất hiện trong đề thi, hay xuất hiện trong đề thi. Và các bạn thấy này, tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ thì năm nào cũng xuất hiện luôn. Năm nào cũng xuất hiện. Năm N3 có năm xuất hiện 3 câu liền. Có N3 có năm xuất hiện 3 câu liền. Thì đối với N2 thì thường là một câu, đối với N1 thì cũng thường là một câu, được chưa? Và cái phần về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ mình đã làm rất là cụ thể rồi. Các bạn có thể xem lại cái clip đó nha, được chưa? Đó, phần sai khiến bị động và cho nhận thì mình chưa có ra clip này, nhưng mà có lẽ là mình sẽ có cái clip như thế, được không ạ? Đó thì thường nha, vào cái môn đai 7 thì nó sẽ thường có bốn cái môn tiếp này thôi, và các bạn hãy cố gắng là sẽ làm sao đấy, sẽ xét từng cái phần một để chúng ta có thể có cái cách giải quyết trong cái môn đai 7 này, được không ạ? Thì một số xét ngữ pháp có thể nhìn nhanh, thực ra thì trong ngữ pháp có rất nhiều xét, được không ạ? Rất nhiều xét, giống như là các bạn học từ vựng là các bạn cũng phải học theo xét, đúng không? Được chưa? Giống như lần trước mình đã có khi mà mình chữa cái môn đai từ 1 cho đến 6 ấy, thì mình đã nói với các bạn đó là xét từ vựng ấy, đó là một cái cách rất là hiệu quả khi mà các bạn làm từ vựng, bởi vì là sao? Ví dụ như tiếng Việt thì chúng ta chỉ có gội đầu thôi chứ không có gội răng, đúng không? Chỉ có đánh răng thôi chứ không có đánh đầu. Cho nên là nó như thế. Nếu mà làm sao đây mình chọn sai nghĩa là mình sai. Đấy, cho nên là xét từ vựng và xét ngữ pháp là một cái thứ gì đó mà làm sao đây? Chúng ta phải học ra đồng thời với nhau, đúng không ạ? Đó. Thì mình có thể liệt kê một số thôi nha. Ví dụ như là da ke janaku, đúng không? Thì sẽ đi với xét là mố, chẳng hạn như là ano jose da ke janaku danse mo keso suru, đúng không? Không chỉ là phụ nữ mà đàn ông cũng trang điểm. Đấy thì da ke janaku và mố là một xét này. Hoặc là kondo koso nani nani mise ano vete mise, chẳng hạn như là
chính cái lần này thì ta sẽ thành công cho mày xem chẳng hạn, đúng không? Đấy thì đấy là cũng là một cấu trúc này. Tiếp hoặc là nay cô tổ nhiều ạ, đúng không? Ta nhìn này nay thì cái mắt đấy được ở phía sau của nó phải là nay cơ, ok không ạ? Đấy. Tiếp theo đó là bakarika, thì cái bakarika này thì ngoài ngày xưa mình học N3 ấy, thì mình chỉ có sách là gì đấy, là etomo thôi đúng không? Nhưng mà đối với N2 thì chúng ta còn có say hoặc là ma đế nữa. Đấy, một số sách như thế nhá. Tiếp theo là gì đây? Kurai nara. Nếu mà bạn nào còn nhớ thì đây sẽ là veru kurai nara, nghĩa là nếu phải làm A thì thà làm B còn hơn, hoặc là thà làm B còn tốt hơn chút ít, đúng không? Thế thì ở đây sẽ là hoga i hoặc là hoga mashida. Đó, một số sách ngữ pháp như thế. Tiếp theo là có gì? Ví dụ như là trong cái cấu trúc là thố ạ kagiranai, đúng không? Không hẳn là, không chắc là chẳng hạn. Thì nó sẽ đi xét với những cái từ như là itsumo, kanarazushimo, hoặc là kanarazu cũng được, hoặc là zenbu, hoặc là dare demo. Đấy, đó là sách ngữ pháp của nó. Tức là nhìn cái này là mình đã chọn được luôn, bởi vì là mình đã học theo sách rồi. Ok không? Tiếp theo đó là ví dụ kara to itte thì nó sẽ đi xét với là gì? Thố ạ kagiranai hoặc là wake dewa nai, thố ạ ienai. Đấy, thế thì mặc dù nói là như thế nhưng mà không hẳn là, hoặc là không phải là, không có thể nói chắc chắn là, cái kiểu kiểu như thế. Đây là một số sách nhá, còn một sách nữa đó là nanto nante dore hodo donnani thì sẽ đi với lại koto ka hoặc là koto daro hoặc là koto desho. Ok chưa? Thể hiện cảm xúc đúng không? Ví dụ như là donnani ureshi koto ka, không biết là vui đến mức nào chăng nữa. Đó, thì các bạn có thấy không? Đó là đối với những một số sách ngữ pháp, lát nữa thì mình sẽ chữa cái đề chính thức năm tháng 7 năm 2018 cho các bạn, có thể các bạn xem nhá, để các bạn biết được là cái sách ngữ pháp đôi khi là mình có thể tận dụng được, ok không ạ? Đó, thì đây là đối với cái môn đây 7, ok chưa? Và trước khi ấy, mà cái phần môn đây 7 này thì đấy là phần sách ngữ pháp này, ok chưa? Còn về phần kính ngữ và khiêm nhường ngữ, được chưa? Kính ngữ và khiêm nhường ngữ thì mình đã có một cái clip số 12 ấy, được chưa? Làm rất kỹ về kính ngữ, và bạn chỉ cần nhớ quy tắc quả lê là các bạn đã nhớ được gần như là 60-70% kiến thức về kính ngữ rồi. Cái quy tắc này thì lúc mà mình soạn bài thì mình mới nghĩ ra thôi, cho nên các bạn có thể tham khảo nhé. Tại sao lại nói là quy tắc quả lê, ok chưa? Đấy. Và sai khiến bị động này thì các bạn đã học ở N4. Nếu mà bạn nào chưa chắc phần này thì có thể lục lại ngữ pháp của N4, ok không ạ? Phần cho nhận thì xuất hiện cả ở N4, N5 và N3. Đấy, N5, N4, N3 đều xuất hiện, cho nên là chúng ta có thể tham khảo lại nha, được không ạ? Thì này, cái phần kính ngữ này mình cũng có nói ở đây, tức là trong phần kính ngữ ấy thì các bạn phải xét quan hệ trong, ngoài, trước và trên, dưới, sau. Ok chưa? Tại sao lại nói như thế? Ví dụ như là có một bà ấy mua đồ của công ty mình đúng không? Thì bình thường bà ấy làm nghề là dọn dẹp vệ sinh chẳng hạn, đúng không? Thì bà ấy gọi hỏi giám đốc mình, nhưng mà là giám đốc mình ý, thì là quan hệ trong với mình, cho nên là lúc đấy mình lại phải đưa về gì? Giám đốc thì lại đi về khiêm nhường ngữ, còn cái bà khách đấy thì lại đưa về gì? Về tôn kính ngữ. Cho nên là nhớ là xét quan hệ trong, ngoài, trước và trên, dưới, sau. Cái này mình đã làm rất rõ trong phần kính ngữ. Nếu như mà bạn nào muốn thực sự là hiểu bản chất của cái vấn đề này thì các bạn có thể xem ở cái video kính ngữ số 12 nha. Được chưa? Đó. Còn quy tắc quả lê đó là quy tắc nashi. Thì các bạn có thể nhớ này, đối với tôn kính ngữ đúng không? Thì cái cách chung nhất đó là chúng ta sẽ chia về bị động. Đấy. Cái thứ hai đó là na. Tại sao mình lại nói na ở đây? Bởi vì là sao đây? Có một cái cách chia đó là chúng ta sẽ thêm o đằng trước đúng không? Xong rồi thêm bỏ mát sự thêm ni narimasu. Còn đối với động từ nhóm 3 thì chúng ta sẽ chuyển shimasu thành nasaimasu. Thì các bạn thấy là đều xuất hiện chữ na ở đây đúng không? Thì chúng ta sẽ nhớ là tôn kính ngữ rất là hay đi với, ngoài cách bị động ra nhá, thì nó sẽ hay đi với na. Ok chưa? Đó. Và cái một cái bảng đặc biệt nữa, bảng động từ đặc biệt thì ngoài cái cách học thuộc ra không có cách nào khác, được chưa? Đấy, mà mình cũng có nhớ có chỉ qua cái cách nhớ cái bảng bảng kính ngữ hay là khiêm nhường ngữ đặc biệt ấy. Cho nên là bạn nào chưa xem thì xem lại cái clip thứ 12 nha, rất kỹ luôn, được không ạ? Về khiêm nhường ngữ ấy thì các bạn sẽ thấy đó là đối với khiêm nhường ngữ thì động từ nhóm 1, nhóm 2 chúng ta sẽ làm sao đấy? Bỏ mát sự thêm shimasu đằng sau và thêm o vào đằng trước đúng không? Và đối với động từ nhóm 3 thì chúng ta sẽ chuyển shimasu thành itashimasu hoặc là thêm vô vào đằng trước nữa. Thế thì các bạn sẽ thấy là nếu đều kết thúc bằng chi, vậy cho nên là cứ nhớ là tôn kính ngữ ấy thì thường là kết thúc bằng có cái chữ gì đó là na 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 đấy, ok chưa? Còn đối với khiêm nhường ngữ thì thường hay là chi, được không ạ? Chi nha. Đấy thì các bạn phải để ý một tí, được không ạ? Và bảng động từ đặc biệt thì cái bảng động từ đặc biệt ấy là cái bảng mà các bạn làm sao đấy phải học thuộc, chứ bây giờ đến giờ phút này là các bạn phải học thuộc rồi chứ không thể nào mà gì không học thuộc được nữa. Học thuộc đi nha, ok chưa? Và cũng có mẹo, có cả cái mẹo học thuộc, các bạn có thể xem lại cái clip thứ 12 để làm rõ hơn về cái vấn đề này, được không ạ? Đó, thì đây chính là phần kính ngữ, ok chưa? Và chúng ta sẽ xét trước khi vào cái môn đai 8 này thì mình sẽ cùng với các bạn giải quyết một số cái câu ở trong môn đai, trong cái phần môn đai 7 ở đề chính thức tháng 12 năm 20 tháng
Đây là tháng 7 năm 2018 nhé. Tháng 7 năm 2018. Ok chưa? Ví dụ nhé, mình thấy này, chẳng hạn như là đầu tiên là bạn phải đọc được và dịch được câu, đúng không? Ví dụ như câu 33 này, thì nó nói chủ ngữ ở đây đúng không? Nó phải là cái phòng khách sạn mà tôi đã trọ hôm qua ấy, đúng không? Thì này, đúng không? Rộng chấm 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 với lại cái gì? Ở phòng đơn đúng không? Rộng với phòng đơn. Thì nếu như bạn hiểu nào học ngữ pháp rồi thì các bạn sẽ thấy là à, chúng mình sẽ chọn ngay được đáp án 3 là đáp án chính xác, bởi vì đây là gì đây? Đáp án 3 này là đáp án đúng nha. Có nghĩa là so với cái phòng đơn ấy thì nó rộng đúng không? Ok chưa? Đúng không? Còn nếu như trong trường hợp mà bạn không biết cái ngữ pháp này thì bạn thấy là bakarika thì chắc chắn phải đi xét với mố này, đúng không? Tức là không chỉ mà còn, đúng không? Còn thố tổ thổ hoa dự tức là không kệ không hỏi đến hay đi với lại kinh nghiệm này, đúng không? Hoặc là quốc tịch này, đúng không? Hay là giới tính. Hoặc còn cả tối dự tổ nếu mà nói là chấm 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 thì, cho nên là về xét về mặt nghĩa nhé. Như câu 33 này thì chúng ta hoàn toàn xét về mặt nghĩa luôn. Cho nên là chỉ đơn giản là so với cái phòng đơn ấy thì nó rộng. Ok chưa? Đấy, các bạn có thấy là chỉ cần dịch được câu là mình chọn được ngữ pháp không? Ok chưa? Nisteo ạ. Cái này có sách thì viết ở N3, sách Somatome là viết ở N3, còn sách Shinkanze thì viết ở N2, cho nên các bạn để ý nha. Được chưa? Tiếp này, đối với câu 34 đúng không? 34 nó đó là gì? Ở trong Misenomai đấy, tức là trước cái cửa hàng thì người ta nói là khách và nhân viên. Khách mới nói là Sumimasen, kaiten wa mada desu ka? Vẫn chưa mở cửa à, đúng không? Được chưa? Thì nó phải là kaiten itashimasu node, mo sukoshi soushou omachi kudasai. Ok chưa? Tức hãy chờ một chút. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xét đơn giản chỉ là từ vựng thôi đúng không? Ở đây imanimo thì hay đi với lại soda đúng không? Ok chưa? Imanimo ame ga furi soda. Đấy, đấy chưa? Tiếp theo là mamonaku là sắp sửa. Đấy, vậy là đáp án chính xác của mình đã ở đây rồi đúng không? Có phải là chỉ là đơn giản là khả năng đọc dịch không? Ok chưa? Hotondo thì là hầu hết, còn itsumono manika, itsuno mani tức là không biết từ khi nào. Ok chưa? Thế thì các bạn có thấy không là mình chỉ chọn được ngay đáp án 2 nha. Được chưa? Đấy, ví dụ như là đối với các câu 35 này cũng tương tự như vậy thì mình sẽ chữa nhanh thôi nha, được không ạ? Thì nó bảo là gì đây? Có những cái chương trình leo núi đúng không? Có rất là nhiều chương trình leo núi như là những cái chương trình mà gì đấy cho người gì đấy, cho người mà Jokyu tức là ở trình độ cao rồi, và cũng có những cái cô sự mà cho những cái người làm sao đây? Shoshinsa tức là những cái người mới bắt đầu thôi, tức là sẽ ở đây sẽ có là hồ đồ. Thì nếu như mà bạn nào xem cái phần Kurai và hồ đồ ấy, thì các bạn sẽ thấy là hồ đồ này có tất cả là 5 nghĩa cơ, được không ạ? 5 nghĩa các bạn có thể xem lại nhé. Nếu mà điểm nhanh ấy, thì có thể là có điểm nhanh, ví dụ như là hồ đồ ở đây là sẽ có gì nhỉ? Đầu tiên là có khoảng đúng không? Ok chưa? Tiếp theo là có đến mức này, ok chưa? Ví dụ như là đến mức muốn chết luôn, ok chưa? Shinitai hồ đồ, đấy, kia gọi như thế, được chưa? Hoặc là ngoài khoảng đến mức này thì có so sánh hơn. Ok chưa? Có trong so sánh hơn này, so sánh hơn nhất. Ok chưa? So sánh hơn nhất. So sánh hơn nhất thì đặc trưng của nó sẽ là so sánh hơn nhất thì đặc trưng là phải có nay ở đằng sau. Ok chưa? So sánh hơn thì phải có hai đối tượng A và B. Và còn một cái nữa đó chính là càng đúng không? Ví dụ như là càng học càng vui chẳng hạn đấy. Ok chưa? Càng đó, rề ba hồ đồ đấy. Ok chưa? Đấy thì hồ đồ là có nghĩa đấy. Thế còn mưu kê tức là hướng đến dành cho. Ok chưa? Khi đi thì là có hai nghĩa, một cái là chỉ, một cái là kể từ khi nếu mà nó đối với veta, đúng không? Kể từ khi. Còn đô đi thì chắc chắn ở đây phải là một danh từ đúng không? Nếu mà là đô đi thì phải là một danh từ theo như giống hệt như, cho nên là đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là 2 nhé. Ok chưa? Đáp án 2 sẽ là đáp án đúng, tức là có những cái chương trình mà dành cho gì, dành cho cái người mà đã ở trình độ cao, và cũng có những cái chương trình mà dành cho những cái người mà ở trình độ vừa mới bắt đầu thôi đấy. Thì các bạn sẽ là ở đây là khả năng dịch được là được rồi đúng không? Ok chưa? Đó, tiếp theo này, với cái câu 36 cũng tương tự như vậy đúng không? Tương tự như vậy thì nó bảo là tôi ngày hôm qua vì là có sốt cao cho nên là tôi đã đến bệnh viện. Ok chưa? Tôi đã đến bệnh viện thì đã được gì? Đã được chẩn đoán là bị influenza đúng không? Influenza tức là bị cúm ấy, được chưa? Bị cúm. Thế thì ở đây cấu trúc ngữ pháp gọi là sau khi thôi đúng không? Sau khi đến thì tôi đã hiểu ra được một cái việc mới. Vậy là đáp án chính xác của mình sẽ là câu 4 hay là câu đúng nhá. Ok chưa? Còn 3i thì dịch là gì nhỉ? Trường hợp đúng không? Izo tức là izo thì là gì? Một khi mà đã, cái này nó sẽ bằng với lại một khi mà đã này, cái này nó sẽ bằng với karaniwa hoặc là ue wa. Ok chưa? Ue wa. Nhớ nhá, ue wa chứ không phải là ue de. Ue de thì bằng với lại ato de, còn ue ni thì bằng với lại sore ni. Ok chưa? Đấy, để ý nhá. Còn koto ni ấy thì nó hay đi với tính từ, ví dụ ureshi koto ni, otoroita koto ni chẳng hạn. Đấy, cái kiểu như thế. Nếu mà là động từ ấy thì là thường chia về veta, và cái động từ đấy phải thể hiện cảm xúc. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là chọn ngay được đáp án 4 mà. Tokoro này ấy, thì một số sách còn biết ở N3 cơ. Đúng chưa? Mưke này cũng nhiều một số sách ở N3 đã biết rồi. Cho nên các bạn thấy này, đi thi N2 mình đã nói rồi, mình đã chia sẻ trong một cái clip rồi. Đó là đối với ngữ pháp của N2 thì các bạn hãy ôn tổng hợp cả N4, N3, N2. Còn đối với N1 thì bạn phải ôn cả N4, N3, N2 và N1. Tất nhiên là cái N5 là cái gì? Đương nhiên các bạn phải học rồi, đúng không? Bởi vì là đấy là cái cửa ngõ để mà các bạn vào nhập môn tiếng Nhật. Ok chưa? Đó. Thế thì các bạn sẽ thấy không?
Ừ, ở chỗ này chỉ đơn giản là dịch câu được là các bạn sẽ gì sẽ chọn được đáp án, ok chưa? Tiếp này, đối với cái câu 37 này thì ở đây nó có cái cấu trúc, các bạn nhìn qua bốn đáp án này đúng không, đại loại là nó sẽ nói về là gì đây. Ê, cái con chó ấy, nhà tôi thì thích rất thích là đi đâu ấy, đi sangpo, tức là đi đi dạo đúng không, rất là thích đi dạo, nhưng mà cái gì gự ai demo đúng không, kyo và sangpo ni nani nani gự gự ai demo ano garui no daru ka đúng không. Hôm nay thì làm sao đấy, chắc là có lẽ là nó chó trong cái thể trạng tức là không tốt, trong một cái trạng thái không tốt đúng không. Thế thì bây giờ chó ở đây chúng ta sẽ thấy là ở đây có mấy đáp án này đúng không, nhưng mà đáp án chính xác các bạn có thể đọc qua một chút nhé, nhưng mà ở đây là gì, con chó này là ikitagara nakata, tức là nó không muốn đi. Khi mà dùng cho ngôi thứ ba ấy thì người ta sẽ dùng gì, dùng chia với nó bỏ y, tính từ động từ thể tai nhé, bây giờ thì coi như một tính từ đuôi y và chúng ta sẽ bỏ y thêm gari, bây giờ nó chuyển thành garana, tức là không muốn đi khi mà nói về ngôi thứ ba, ok chưa. Còn ngôi thứ nhất thì chúng ta sẽ nói là ikitai thôi, được chưa, ngôi thứ nhất. Nhưng mà trong các bạn chú ý này, cái gari này ấy, thì ngoài cái là chuyên dùng cho ngôi thứ ba thì có một số từ nó có thể dùng cho ngôi thứ nhất được, ví dụ như là mình nói là samugari, tức là một người rất là sợ lạnh, hoặc là atsugari là một người sợ nóng, ví dụ watashi wa atsugari desu kara natsu wa iya desu đấy, cái kiểu như thế, vì là tôi là người sợ nóng cho nên tôi rất là ghét mùa hè chẳng hạn, hoặc là có một từ itagari tức là một người rất là nhát đau đấy, kowagari là một người nhút nhát chẳng hạn đấy. Thì ngoài nhé, bình thường thì gari sẽ dùng cho ngôi thứ mấy, ngôi thứ ba, tuy nhiên là sẽ có một số trường hợp mà nó có thể dùng cho ngôi thứ nhất được, nhưng mà trong trường hợp này là nó dùng cho ngôi thứ ba nha, ok chưa. Còn cái là ikanakereba yokatta, không đi thì tốt rồi, nhưng mà về sau của nó là gì đấy, chắc là nó bị làm sao đây, tâm trạng của nó không tốt rồi cho nên là cái hai này bị loại luôn đúng không, đây như câu hai này sẽ bị loại luôn này, ok chưa. Câu một có khả năng đúng nha. Tiếp theo ấy, nếu mà bạn nào chọn ngay được một thì chính xác là câu một đúng, còn nếu như trong trường hợp bạn không được chọn thì bạn có thể loại đáp án còn lại đúng không. Còn ite hoshiku nakata đúng không, hoshiku nakata, vete hoshi thì là ước muốn của mình, còn hành động là hành động của người khác, tức là mình muốn đúng không, ở đây là mình không muốn nó đi, nhưng mà đây là chủ ngữ của nó là gì đấy, con chó cơ mà đúng không, không phải là mình cho nên là không được đấy. Tiếp theo là ikitaku nakata thì phải là gì, mình chứ không phải là ngôi thứ ba, cho nên là đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án một nha, ok chưa, đáp án một là đáp án chính xác đấy. Các bạn thấy không, cái ca lượng này là đáp, là ngữ pháp của n mấy nhỉ, N3 đấy chứ không phải là N2 đâu, ok chưa? Đó, mình điểm qua nhanh nhanh một chút nha, được không ạ? Hoặc là ví dụ như câu 39 này các bạn sẽ thấy này, mình đã nói rồi là phần kính ngữ của N2 ý, thì thường là nó sẽ xuất phát từ câu khoảng từ câu 37 cho đến 39 rất là nhiều, 37 cho đến 40 rất là nhiều, thường là ở cái khung đấy. Còn nếu như mà rộng ra thì sẽ là từ khoảng 37 cho đến 44 gì đấy, được không ạ? Đó, đối với N2, còn đối với N3 thì thường nó sẽ từ câu 5 cho đến câu 9. Đối với N1 đây thì thường là kính ngữ với lại khiêm hiểu ngữ xuất hiện từ câu 29 cho đến câu 33, đã loại là như thế, được không ạ? Thì các bạn sẽ thấy này, ở đây ở trong một cái speech đúng không, tức là trong một cái buổi hội tức là trong một cái bài phát biểu, ok chưa, đấy thì người ta mới giới thiệu đúng không, người ta mới giới thiệu là ngày hôm nay ấy, thì nhân cái kỷ niệm gì gì đấy ấy, thì đã có sự tham gia của Okushi, đúng không, là sẽ có sự tham gia của ông Sacho này đúng không, Sacho là Kobayashi, ok chưa, thì tôi tên là đề gozaimasu chính bằng với lại gì đấy, đề sự đấy, ok chưa, đề sự. Sau đó thì nó bảo là ano gì đấy, sano to đại hiểu tôi sẽ watashi kara đúng không, tức là watashi kara tức là từ tôi, thì hitokotoba go aisatsu đấy, từ tôi mà lại go aisatsu tức là tôi là người phát biểu đúng không, tôi là người chào hỏi, vậy thì hành động này là hành động của mình đúng không, hành động của mình cho nên chắc chắn phải dùng gì, dùng khiêm nhường ngữ, bởi vì nói về hành động của mình mà đúng không. Thế thì khiêm nhường ngữ thì các bạn thấy này, ở đây có từ saremasu là kính ngữ rồi, bởi vì là động từ chưa phải thể bị động thì sẽ là kính ngữ, cho nên đáp án này của chúng ta loại, giả sử như các bạn không biết đi chăng nữa, ok chưa. Còn tiếp theo oshaimasu cũng là gì, cũng là kính ngữ cho nên chúng ta phải loại. Bây giờ còn ukagaimasu và moshiagemasu, thì ukagaimasu là khiêm nhường ngữ của hỏi này, của đến này, của chào hỏi. Đến này, hỏi và hỏi thăm đấy, ok chưa? Còn moshiagemasu là khiêm nhường ngữ của imasu, nhưng mà trong trường hợp lại imasu có hai khiêm nhường ngữ, đó là moshiagemasu và gì, và moshimasu, nhưng mà moshimasu nó sẽ đi với trợ từ tố, còn moshiagemasu tức là mình sẽ làm ra đây, mình nói mà có sự tác động đến đối phương ấy, thì mình sẽ chọn đáp án chính xác của mình sẽ là gì đấy, đáp án 3 nhá, ok chưa? Tôi xin được nói vài lời chào hỏi ấy, cái kiểu kiểu như thế, ok không ạ? Đó, các bạn thấy không, kính ngữ bao giờ cũng có, nên là các bạn hãy, nếu mà bạn nào chưa chắc về kính ngữ thì có thể xem lại cái video thứ 12 nhá, ok chưa? Đó, đấy là câu 39 này, ok chưa? Còn tất cả những cái câu khác ấy, thì các bạn sẽ thấy này, nếu như mà các bạn chẳng hạn như là câu 41 chẳng hạn, mình xét qua thôi nhé, được không ạ? Bởi vì chữa hết thì nó cũng sẽ hơi mất thời gian. Thế thì câu 43 này thì nó bảo là gì đây? Khi mà bắt đầu làm việc đối với vai trò là một gì đấy, một quản lý ở quầy lễ tân của khách sạn ấy, đúng không? Thì đúng không? Tôi đã hay bị
tức là hay được senpai chú ý là, đúng không? Chú ý là sao đây? Cho dù là bạn có bận thế nào đi chăng nữa ấy, thì đúng không? Thì cái gì đây? Cái khuôn mặt mà mệt mỏi cho khách, đúng không? Thì ở đây nó có từ miseru rồi, đúng không? À, có miseru và mienai. Thì ở đây có nghĩa là gì? Không được chọn một từ là mienai, tức là không không thể xem được, đúng không? Không 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 có khả năng xem mà không xem được. Còn misenai tức là không cho xem. Thế bây giờ là gì đây? Eto không cho xem, đúng không? Không cho khách xem cái bộ mặt gì? Bộ mặt mệt mỏi của mình khi mà mình dù có bận đi chăng nữa thì cũng không được cho khách xem cái bộ mặt mệt mỏi, ý là như thế, đúng không? Thế thì ở đây là gì đây? Có phải là đây là câu khuyên bảo mang tính chất là nhẹ nhàng không? Misenai yo ni. Ok chưa? Đây chính xác là ngữ pháp N3 cho nên đáp án 3 để là đáp án chính xác nhá. Ok chưa? Và cái này cũng là ngữ pháp N3. Cho nên là các bạn thấy không? N2 thì chủ yếu là nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ thiên về cái cách dịch và cách bối cảnh. Bạn dịch được, bạn hiểu được bối cảnh của ngữ pháp là bạn sẽ làm được bài. Và đồng thời là bạn sẽ làm sao đấy? Đồng thời là sẽ có một cái nữa, đó là bạn thấy không? Đừng chỉ ôn vào ngữ pháp của N2 mà hãy ôn cả ngữ pháp của N4, N3, N3 nữa. Thì các bạn mới có khả năng thành công cao nha. Được chưa? Kể cả với bạn thi N1 ấy, thì bạn hãy ôn cả ngữ pháp của gì? N3, N2, của N4 nữa. Được không ạ? Rất là quan trọng luôn. Mà bạn nào thấy như mình sau khi mà đi dạy thì mình sẽ thấy là N4 ấy, cái ngữ pháp N4 cực kỳ quan trọng, nó chính là cửa ngõ để cho chúng ta học ngữ pháp N gì? N3, N2, N1 một cách hiệu quả hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đó. Đấy, hoặc là như cái câu này thì nó bảo là gì đây? Mẹ mới nói với con đúng không? Là Takashi, đúng không? Geru mai ni kanarazu ashita no junbi o nani nani, đúng không? Asa awatete, đúng không? Junbi suru to zettai wasureru mono desu kara, đúng không? Là sao đây? Nếu mà sáng mi làm sao đây vội vàng chuẩn bị ấy, thì chắc chắn là con sẽ bị quên đồ đấy, đúng không? Thế ở đây là gì đấy? Trước khi con ngủ thì con hãy đi, đúng không? Ok chưa? Hãy. Thế thì có phải là gì? Hãy thì sẽ là oki. Đây này, có phải là shite okinasai yo? Ok chưa? Bởi vì bỏ mắt sự thêm nasai chính bằng với là oki, oite kudasai, bằng với là oite kudasai. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây chính xác là N4 luôn. Đáp án 2 là đáp chính xác nha, đúng không? Đáp án thực ra các bạn thấy không, đi thi đều 2 chỉ là chủ yếu là cách dịch thôi, được không ạ? Cách dịch đấy, đây là nhớ nhá, nhớ cho mình đó là các bạn phải dịch được, các bạn dịch được thì các bạn sẽ ok. Chẳng hạn như câu này cũng thế, nó nói là gì đây? Theo nếu mà hễ mà vào cái công ty X này ấy, thì đúng không, thì này những cái nhân viên mới ấy là sao đây, 2 tuần luyện tập đối ứng điện thoại, đầu tiên là phải như thế, đúng không? Thế đây là soda mà chia về veru soda, có nghĩa là dịch là nghe nói là, ok chưa? Đấy, nghe nói là. Tiếp theo là tsumori ấy, thì chúng ta sẽ dịch là dự định, đúng không? Nhưng mà ngoài cái dự định này ra thì nó còn có nghĩa là cứ tưởng. Ví dụ như là tôi cứ tưởng tôi tắt cái bếp ga rồi nhưng mà tôi lại chưa tắt chẳng hạn. Đấy, ngoài cái là dự định ra nó còn là ý nghĩa là cứ tưởng nữa. Còn mama thì là để nguyên như thế, đúng không? Còn sasete iru tokoro, tokoro thì là gì đấy? Là vete iru tokoro là đang trong cái quá trình làm như thế. Đấy, các bạn thấy không, nó vào giờ bán rất là nhiều. Thì ở đây nó là gì đây? Ở đây là đối ứng điện thoại này. Ở đây lại chia về saserare thì là thể gì? Thể sai khiến bị động. Ok chưa? Sase thì là sai khiến, còn saserare là sai khiến, tức là nó chia ra làm 2 trường phái, một là gì? Một là sai khiến bị động, 2 là sai khiến, đúng không? Đúng không? Thế nhưng mà đây là shinryu sain thì đây là gì đây? Mình bị bắt, đúng không? Mình bị bắt là sẽ phải làm sao đấy? Phải nghe điện thoại 2 tuần trong cái việc đối ứng điện thoại đấy, đúng không? Phải luyện tập cái việc đối ứng điện thoại 2 tuần. Thì ở đây không phải là mình khiến cho hay là mình cho phép hay là mình bắt buộc ai đó được, đúng không? Thế cho nên là đáp án 2 và đáp án 4 của chúng ta lại loại đã. Ok chưa? Thì bây giờ mình chỉ còn 1 và 3 thôi. Thì bây giờ phải là nghe nói là hay là để nguyên như thế, đúng không? Đã nguyên như thế, phải là nghe nói là. Ok chưa? Vậy đáp án chính xác của mình sẽ là 1. Các bạn thấy không? Nó là nó sẽ kết hợp của gì? Của E. Đây này, nếu như mà phân tích bài câu 43 này ấy, thì các bạn chỉ cần dịch được câu, và cái thứ hai nữa là ngữ pháp của mình ấy thì nó chỉ là ngữ pháp của N4 thôi. Để chọn ngữ pháp của N4. Nếu như có một số sách thì khi mà giáo viên dạy N4 thì giáo viên cũng nhiều giáo viên là đã bổ sung cái sai khiến bị động cho các bạn rồi. Còn có một số giáo viên thì không bổ sung. Còn nếu như không bổ sung thì các bạn sẽ thấy là sai khiến bị động các bạn sẽ gặp ở N3, đúng không? Đúng không? Các bạn có thấy không? Nếu như mà mình làm sao đây? Mình dịch được câu và mình phán đoán được cái bối cảnh của nó, đúng không? Mình hiểu được cái bối cảnh của nó là mình hoàn toàn có thể làm được một cái N2 mà đối với các bạn chắc ngữ pháp N3 nhé. Và cách dịch của các bạn thông thạo là các bạn hoàn toàn có thể làm được. Để nhớ nhá, là đối với ngữ pháp mình thấy là hình mọi người thì kêu là khó, mình thấy là không khó. Đấy chưa? Đó. Đấy, thì mình sẽ chữa đại diện như thế nhá. Ok chưa? Đó là cái môn đai 7. Vậy thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình đó là đối với cái môn đai 7 ấy thì các bạn nhớ cho mình đó là có thể là sao đây? Chắc chắn là một số phần nó chắc chắn vào cho nên là các bạn phải gì? Phải để ý nhá. Ok chưa? Ví dụ như là cái phần là gì đấy? Phần ngữ pháp này, xét ngữ pháp này, đúng không? Phần tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ chắc chắn vào luôn. Xem lại cái video của 12 của mình, nó chỉ có 30 phút thôi là các bạn đã giải quyết hết được những cái cơ bản nhất, những cái sâu sắc nhất về tôn kính và khiêm nhường rồi. Ok chưa? Sai khiến bị động thì sai khiến bị động và cho nhận các bạn có thể xem lại nhá. Ok chưa? Và cái phần tiếp theo ấy đó là cái bài hái sao. Ok chưa? Vào cái phần môn đai 8 bài hái sao thì mình sẽ có một số cái cách làm cho các bạn như sau. Ok chưa?
Nhớ nhá, khi mà cái bài hái sao thì thường là nó cái đoạn sao ấy nó sẽ ở giữa đúng không ạ? Ở giữa. Thế thì bây giờ mình phải làm thế nào? Thì thường ấy là nó sẽ có hai cái mối là mối đầu và mối cuối. Thế thì bạn phải làm sao đấy? Mối đầu và mối cuối thì bạn phải nên xếp đầu cuối trước. Bởi vì là đấy là chính là cái manh mối cho mình, cho nên là bạn nhất định phải xếp đầu xếp cuối. Ok không ạ? Nếu như không xếp đầu được xếp cuối thì còn một cái cách nữa, đó là tìm quan hệ với các đáp án với nhau. Ok chưa? Tìm quan hệ, ví dụ như là mình đưa ra một số nhé, chẳng hạn như là ố ấy, đằng sau ố thì sẽ là một động từ đúng không? Ok chưa? Hoặc là động từ sẽ đi sau ố chẳng hạn. Và sau tính từ sẽ à sau à, sau gá sẽ là tính từ, hoặc là có thể là gì? Sau gá là động từ chưa về thể khả năng. Ví dụ như thế, đúng không? Hoặc là ví dụ như à nó động từ chưa về phu sư kê và kết hợp với danh từ đằng sau. Đấy. À, hoặc là gì đây? Danh từ no, danh từ. Đấy. Đây là toàn những cái kiến thức mà mình đã học ở bài 22 của nửa năm đấy, được không ạ? Tính từ đuôi y và tính từ đuôi na sẽ kết hợp trực tiếp với lại danh từ này. À động từ thì sẽ hay ở cuối câu. Ok chưa? Động từ hay ở cuối câu nha. Tiếp theo này, cái này các bạn cần phải chú ý và mình thấy là nó cũng hay, rất là hay vào. Đó là đối với các động từ như là y ự này, hoặc là ô mô ự này, hoặc là khang gai ự, hay là chiêu y sư ự, hoặc là than ô mự ấy, thì nó sẽ đi với trợ từ tố. Thế này chúng ta có thể gì? Bắt cặp dựa vào gì? Trợ từ đi với động từ, đúng không? Để trợ từ tố đi với các động từ này. Và này, các bạn nhớ này, đó là trong tiếng Nhật và tiếng Việt ấy, thì nó có hiện tượng đảo ngữ. Cho nên là, ví dụ như đảo ngữ cho nên là sao đây? Cái danh từ mà quan trọng nhất ấy, thì sẽ là cái danh từ đứng cuối cùng. Đúng không? Danh từ đúng cuối cùng. Mình lấy ví dụ như là eto ken chẳng hạn như là in chẳng hạn như là gì đây? Eto nó sen mon sa đúng không? Sen mon chẳng hạn như là soji no sen mon sa no kimura san chẳng hạn. Đấy thì Kimura ấy, thì là cái người mà cái danh từ quan trọng nhất cho nên là đứng ở cuối cùng đúng không? Cái anh Kimura mà là chuyên môn về dọn dẹp chẳng hạn. Đấy ví dụ như thế. Đấy thì các bạn sẽ thấy là nó có hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Nhật và tiếng Việt, cho nên là các bạn phải thật sự chú ý nhá. Ok chưa? Đấy. Tiếp theo ấy thì một số set ngữ pháp thì các bạn thấy này, ví dụ như cái set này maru de nani nani no yoda, thì các bạn nhìn thấy maru de mà nhìn thấy no yoda thì chắc chắn các bạn phải tách hai thằng này ra đúng không? Tách hai thằng này ra và các bạn phải cho một cái thằng khác vào giữa đấy, mình sẽ cho vào giữa được đấy. Hoặc là ví dụ như là kanada shimo không bao giờ đi trực tiếp với lại thố họa karira này, mà nó phải đi với một cái gì đó ở giữa này, ở cái dấu ba chấm này, rồi nó mới đi với lại thố họa karira này. Cho nên là các bạn cũng phải làm sao tách nó ra và làm sao đây mình điền cái gì vào đấy cho nó chính xác đúng không? Đúng không? Đó. Đấy các bạn phải để ý nha, được chưa? Đấy thì nhìn qua lại cái slide này một chút, đó là xếp đầu xếp cuối là một cách này. Thứ hai đó là tìm quan hệ với các đáp án, được chưa? Thì đây chính là cái bài 222 mình liệt kê lại cho các bạn thôi, được không ạ? Và tiếp theo đó là chú ý cái sự đảo ngữ trong tiếng Nhật và tiếng Việt, đồng thời là set ngữ pháp. Đấy, có những set mà làm sao đây nó đi trực tiếp với nhau, nhưng mà sẽ có những cái set mà làm sao đây nó sẽ tách nhau ra, cho nên là mình phải để ý nha. Ok chưa? Đó. Đấy thì ở đây ấy là mình sẽ làm mẫu cho các bạn trước khi vào cái phần môn đa 9 ấy, thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn nhé, được không ạ? Làm mẫu cho các bạn bởi vì là cái đề năm 20 tháng 7 năm 2018 ấy thì mình lại không tìm được cái file mà ở phần môn đa 8 này, cho nên là mình sẽ làm cái đề tháng 12 đây là đề tháng 12 năm 2017 nhá. Ok chưa? Đấy, các bạn nhìn ở đây này. Đầu tiên ấy thì mình sẽ đọc qua cái câu này đúng không? Được chưa? Seto mới nói là gì đây? Ở trong cái lớp học thì bạn học sinh bạn mới nói là cái việc mà tôi sắp giới thiệu ra sau đây ấy, đúng không? Từ bây giờ tôi giới thiệu ấy thì này, thì gì đây? Watashi wa atarashi tango o oboeru. Ok chưa? Sau nani nani omoitsuita hoho de để sự đúng không ạ? Minasan mo zehi tameshi mite kudasai. Ok chưa? Thế thì ở đây nó bảo là cái việc mà tôi gì đây, tôi chuẩn bị giới thiệu sau đây ý, thì là một cái gì đấy mà nhất định mọi người cũng hãy tham khảo nhé đấy. Ý là như thế, hãy thử nhé, là một cái phương pháp mà tôi đã nghĩ ra gì đấy. Ok chưa? Vậy mình sẽ nhìn, thực chất là đôi khi nhá, mình còn chẳng cần đọc, đây là mình đọc để giới thiệu cho các bạn thôi, còn bình thường mình có khi là mình cũng không cần đọc quá nhiều ấy, mình chỉ cần nhìn vào đây bốn cái cấu trúc ngữ pháp này, bốn cái câu trả lời 1 2 3 4 này, các bạn thấy không? Ok chưa? Thì các bạn thấy này, ở đây nhá, các bạn có thấy có từ là kangai ru đúng không? Kangai ru đi với trợ từ tố này. Ok chưa? Đúng không? Còn are kore thì nó chỉ là một cái từ mà làm sao đây? Suy nghĩ cái cách này cách kia thôi đúng không? Cách này cách kia. Thì các bạn sẽ thấy này, ở đây có hai thứ này. Một là có phải là ở đây có cấu trúc ngữ pháp sue ni đúng không? Sue ni thì chắc chắn là kangai ta sue ni rồi, đúng chưa? Đúng chưa? Vậy là mình sẽ có hai đi trực tiếp với ba rồi. Ok không ạ? Thế là tố kangai ru. Thế thì ở đây nó phải có gì? Hoặc là chia về thể thông thường, bởi vì là tố kangai ru thì trước tố kangai ru là phải chia về thể thông thường mà. Bây giờ mình chỉ còn hai đáp án, đó là 1 và 4 thôi, đúng không? Thế thì bây giờ này, nhưng mà cái cách là chia về thể thông thường thì nó còn có là nai cả tố hay là cái gì gì đấy, đúng không? Đấy, vậy thì chắc chắn 4 phải đứng trước gì? Đứng trước 2 rồi. Ok chưa? Đúng không? Đứng trước 2 rồi. Bây giờ chỉ còn 1 nữa thôi. 1 thì có thể gì? Có thể vào đầu hoặc có thể vào cuối, nhưng mà ở đây mình có thể dịch ngay nghĩa là gì? Để nhớ được cái chữ kanji mới, đúng không? Đấy, thế là coi như là câu 1 này mình vào đây xong chưa? Đúng không? Được không? Còn nếu như bạn họ không nhìn nhanh được thì bạn có thể thử thay cái gì đấy, thử thay cái một này sau ba, nhưng mà các bạn sẽ là nó thành là gì đấy,
are kore kangaeta no ni, xong rồi ồ môn chữ cự thì lại không phải, mà đây là để nhớ được gì cái từ vựng mới ấy, thì tôi đã làm gì gì đấy. Ok chưa? Vậy chính xác của mình cũng chưa cần dịch nghĩa mà chỉ cần xét quan hệ, mối quan hệ giữa gì, giữa cấu trúc ngữ pháp và gì đây, cấu trúc ngữ pháp và các cái cách kết hợp của gì, của ngữ pháp đó, đúng không? Là mình đã làm được câu này rồi đấy, ví dụ như là thành 1 4 2 3 chẳng hạn, được không ạ? Các bạn có thấy không ạ? Đúng chưa? Còn về nghĩa thì có nói là gì đấy, học sinh, tức là cái bạn học sinh này, bạn mới nói là gì đấy, cái việc mà tôi sắp giới thiệu ở sau đây ấy, thì đúng không, thì là một cái phương pháp mà tôi đã áp dụng, đúng không, đã nghĩ ra sau khi mà đã tìm rất là nhiều cái phương pháp, là có cái phương pháp nào, đúng không, có cái phương pháp nào tốt để nhớ từ vựng hay là không. Vậy cho nên là mọi người cũng nhất định là gì, hãy thử đi nhé, ý là như thế, được không ạ? Đó đấy, tiếp tiếp nha. Đấy, các bạn có thấy không, là mình sẽ thấy là hai và ba sẽ chắc chắn đi với nhau này, ok chưa? Sao lại thấy tố khang gai đự thì mình thấy là phải đi với bốn rồi, vậy là 4 2 3 rồi, còn một thì làm sao đấy, lắp đầu lắp cuối xem thế nào cho hợp lý là được không ạ? Ví dụ nhá, lại xét ví dụ câu tiếp theo ở câu 46, ok chưa? Câu 46 nó nói là cái gì đây, à nó ở một cái giờ giảng, đúng không, nó nói là bây giờ từ từ đã, bây giờ giả sử như mình không đọc cái câu này đi, đúng không, mình sẽ thấy là kesite này, đúng không, yarikata o shiranai, đúng không, kesite là chắc chắn cái gì đấy, đúng không, và yarikata o shiranai tức là không biết cái cách làm, ok chưa? Còn đây là đế hoạn na cự là không phải, nhưng mà các bạn thấy xét ngữ pháp chưa, đó là kesite sẽ đi với lại đế hoạn nai, đúng không, nhưng mà không phải là đi trực tiếp với lại đế hoạn nai, mà kesite nó sẽ là một này ba ở đây, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái thằng ở giữa này, đúng không, đúng không? Đấy thì ở đây sẽ là keshite nani nani dewa naku, đúng không, thì ở đây dewa naku, xong rồi ở đây có là dake nano desu, đúng không, thì các bạn sẽ thấy ở đây là gì đây, sore wa, đúng không, sore wa, đấy, sore wa có khả năng đấy là keshite, đúng không, sore wa keshite nani nani dewa naku, mà nó chỉ là cái gì đó thôi, đúng không, chỉ là ấy, thì bạn lắp nốt thôi, đúng không. Bây giờ sẽ là keshite rồi này, đúng không, đây là keshite nani nani, tức là keshite yarikata o shiranai dake de naku, seika cự, đúng không? Nếu mà ghép nốt thì sẽ là seika cự ya norioku no mondai dake nano desu. Nghe hơi ngược, đúng không? Nghe hơi ngược nghĩa. Thế thì bây giờ phải mình sẽ lát ngược lại đã, thành là gì đây? Sore wa keshite seika cự ya norioku no mondai de wa naku. Tức là cái đó ấy, thì chắc chắn không phải là cái vấn đề của năng lực hay là của tính cách, mà chỉ là không biết cách làm. Nghe hợp lý hơn chưa? Đúng không? Vậy cho nên là mình sẽ thấy là 1 3 ở đây rồi. Bây giờ mình còn nốt cái gì đấy? 4 vào đấy. Và hai đáp án còn lại, đúng chưa, đúng chưa? Cho nên là các bạn thấy không, mình biết xét ngữ pháp đó là keshite đi với lại đế hoạn na cự hoặc là keshite nani nai, đúng không, nhưng mà nó không bao giờ đi trực tiếp với nhau mà nó phải cách một thằng nữa. Vậy chắc chắn là mình thấy là 1 và 3 đẩy ra được rồi, vậy là mình phải điền được cái 4 và cái còn lại sẽ đẩy đi đẩy lại thôi, đúng không? Nên là các bạn có nghĩa là mình cũng chưa gì, cũng chưa cần đọc cái kia, mình chỉ cần là cái đó ấy thì chắc chắn là không phải là do cái gì, do một cái vấn đề của năng lực hay là tính cách, mà là chỉ là không biết cái cách làm thôi. Đấy, thấy hợp quả, thấy hiệu quả chưa? Mà mình cũng còn chưa cần đọc cái vế trước và vế sau luôn, được không ạ? Đó, đấy thì các bạn sẽ thấy là cái xét ngữ pháp, tức là cái xét ngữ pháp mà nó sẽ đi với nhau rất là quan trọng này. Cái thứ hai nữa, bạn phải biết là cái ngữ pháp đấy đi trực tiếp hay là đi cách nhau, đấy, được không ạ? Hoặc là ví dụ nhá, trong trường hợp chẳng hạn như là câu 47 nhé, mình sẽ chữa nhanh thôi, được không ạ? Chữa nhanh thôi, các bạn nhìn bốn đáp án này, ok chưa? Thì các bạn có thấy không, đó là đầu tiên ấy, thì có phải là đây là cấu trúc ngữ pháp hajime toshita, đúng không, đúng không, hajime toshita chắc chắn đằng sau nó sẽ phải là một danh từ đã, ok chưa? Xong rồi cái cấu trúc ngữ pháp đó là hajime toshita, nó phải đi với trợ từ o đã, đúng không? Nani nani o hajime, xong rồi bắt đầu nó mới mở rộng ra, ok chưa? Vậy cho nên là làm sao đây? Ano chắc chắn là 4 sẽ đi với mấy rồi? 4 sẽ đi với 1 đúng không? Hajime ta, ok chưa? Sau đó lại cần một danh từ nữa, đúng không? Cần một danh từ. Thì các bạn thấy có từ danh từ moyoshi không? Cái này nó chỉ là gây nhiễu thôi, đúng không? Samazama na ano moyoshi, tức là cái tổ chức hay là cái sự kiện, đúng không? Vậy chắc chắn 3 ở đây rồi, đúng không? Xong rồi đây nhìn thấy ố này, lại còn ố cốt nát tỷ được, chắc chắn là 3 ở cuối rồi. Vậy thì cắt âm 2 này phải lên đầu chưa? Đúng không? Vậy là 2 4 1 3. Hiểu không ạ? Đúng không? Cũng chưa cần biết nghĩa đâu, mà mình chỉ cần thấy là à, mình nắm được cái point tụ của cấu trúc ngữ pháp đó là nani nani o hajime te, đúng không? Sau đó thì sẽ mở động ra cái gì đó, ok chưa? Đấy, hajime xong rồi có toshita rồi, chắc chắn cần một danh từ đằng sau. Thế thì ở đây sẽ là gì đây? Nếu mà dịch qua ở cái thị trấn X này ấy, đúng không? Thì này, thì ở đây có futatsu ari, tức là có hai cái cơ sở văn hóa, đúng không? Văn hóa cho người dân, đúng không? Mà sao đây? Nó đã gì? Đầu tiên ấy là nó đã tổ chức cái buổi hòa nhạc, đúng không? Sau đó thì đã tổ chức rất nhiều các sự kiện khác nhau nữa. Ok không ạ? Xong ngữ pháp nha, được chưa? Đó. Vậy ví dụ nó làm nốt câu 48 và câu 49 nha. Ví dụ như câu 48 này thì các bạn thấy này, nhìn bốn đáp án đã. Ok chưa? Nhìn này, nhìn đầu và nhìn cuối này, doshite daro là một set chưa? Đúng không? Doshite daro, đúng không? Rất là hay nói luôn. Na doshite daro, đúng không? Thì cái này có gì? Wake, đúng không? Wake, bây giờ mình đi tìm wake. Wake có phải là đế mộ nai là một set không? Đúng không? Vậy chắc chắn là 4 đi với 3 rồi. Ok chưa?
4 đi với 3 rồi. Thì bây giờ mình sẽ thấy là hoa kê. Thì bây giờ nó lại là cái chỗ này có thể điền 2 hoặc là điền mấy? Ê, tù 2 hoặc là 4 vào đúng không? Bây giờ mình thử thay vào. Bây giờ mình giả sử thay 4 3 vào đi thì là onakaga suite iru wake demo nai đúng không? Đấy, wake demo nai no ni. Đúng không? Ok, chọn suite onakaga suite iru. Ê, nếu mà giả sử mình thay onaka ở đây rất là điêu luôn nhá. Bây giờ onakaga suite iru onakaga naru no ạ. Điêu đúng không? Vậy cho nên là chắc chắn 2 không được ở đây rồi, đúng không? 2 không được ở đây. Vậy thì ở đây 4 ở đây chắc chắn là 4 mà 4 lại bắt cặp với 3, vậy thì mình điền 3 ở đây, vậy chắc chắn 2 phải ở đây rồi. Đúng không? Bây giờ mình sẽ check lại một lần nữa nha, đúng không? Onaka ga suite iru wake demo nai no ni, đúng không? Onaka ga naru no wa doushite daro, đúng không? Không phải là tôi đang đói, nhưng mà cái việc mà cái bụng nó reo lên thì không biết là tại sao vậy. Ok chưa? Đó. Ok không? Đúng không? Đấy, còn nhé, cái câu 49 này chính là cái phần ví dụ này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy danh từ này đúng không? Ở đây lại còn cấu trúc ngữ pháp, đó là ở đây có nhìn thấy tabini, tabini chắc chắn phải đi với veru chứ không phải là vti đự. Cho nên là chắc chắn 4 sẽ đi với mấy? 4 sẽ đi với 2. Đây là cấu trúc của N3, đúng không? Cứ mỗi lần đi công tác này, ok chưa? Đấy. Đấy thì bây giờ có danh từ này. Ở đây lại có gì đây? I hote đự gá. Tomate đự thì không được, mà phải là tomate đự y hote đự, đúng không? Vậy chắc chắn là mình sẽ tìm được 1 đi với 3 rồi, đúng không? 1 đi với 3 rồi. Bây giờ sẽ là 1 3 4 2 hay là 4 2 1 3 thôi, đúng không? 4 2 1 3 thôi. Thì bây giờ sẽ là gì đây? Ê, nhưng mà làm sao đây, mình nhớ này, cái danh từ quan trọng nhất ấy thì là cái danh từ đứng cuối cùng, đúng không? Cho nên là cái danh từ y hote đự phải đứng cuối cùng. Cho nên là 1 3 chắc chắn phải ở đây. Các bạn hiểu không ạ? Đúng không? Cái danh từ quan trọng nhất bao giờ cũng phải đứng cuối cùng mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ thay vào đây như thế này, các bạn thử đọc xem nào nó có trơn không nhá. Ok chưa? Eto 4 này, shikisho ni iku tabi ni. Ok chưa? Tomatte iru hotel ga senshu kara koji de kyūgyō chiu nano de konkai wa betsu no hotel ni tomaru koto ni shita. Đúng không? Tức là cái khách sạn này. Ok chưa? Đây câu 3 nhá. Cái khách sạn y mà tôi làm sao đấy? Tôi chọn mỗi lần đi công tác. Ok chưa? Mỗi lần đi công tác ấy thì là sao đấy, do là người ta sửa chữa cho nên là đã gì không kinh doanh từ tuần trước, cho nên là tôi đã sao đấy, tôi đã quyết định là sẽ chọn ở một cái khách sạn khác. Các bạn thấy không? Các bạn thấy là mình sẽ thấy là nhìn xét ngữ pháp rất là nhanh được là về được đi với tabini này. Ok chưa? Danh từ quan trọng nhất thì đứng cuối cùng, thấy không? Toàn là những cái ngữ pháp mà toàn là những cái gì nhỉ? Những cái mà mình đã học ở N5 rồi đấy, N5 thực chất là N5 luôn. Còn tất nhiên là ngữ pháp thì có thể là gặp ở N4, N3, N2 chẳng hạn. Đấy đúng không? Đấy các bạn để ý nhá. Nhớ cho mình đó là các bạn nên nhìn theo xét ngữ pháp là một này. Thứ hai đó là các bạn hãy nhìn theo chức năng, tức là đằng sau danh từ sẽ đi sau cái gì đấy, được chưa ạ? Đấy thì các bạn có thể nhìn lại cái PowerPoint này nhá. Được không ạ? Thì cái này này, đó là cái rất là quan trọng nha. Được chưa? Cái bài hái sau này thì các bạn để ý nha. Nhưng mà trong cái trường hợp ấy, mà bài hái sau này mà bạn nào yếu ấy, thì các bạn có thể làm nhanh, bởi vì có những câu thực sự là có những cái câu mà nó khá là khó, cho nên là sao đấy? Là mình có thể làm nhanh, bởi vì đôi khi bạn nghĩ cũng không ra được. Đấy, nên là nhưng mà như mình ấy thì mình làm bài hái sau khá là ok. Thường là ít nhất nếu mà có 5 câu thì phải đứng được 4 câu. Tại vì quen sách ngữ pháp rồi mà, quen rồi, đọc quen rồi. Ok không ạ? Nhớ nha, đừng có chỉ học ngữ pháp N2 mà hãy học cả ngữ pháp N3 nữa, N4 nữa, được không ạ? Và nếu mà bạn nào tinh ý thì các bạn chỉ cần đọc đi đọc lại cái quyển sách ngữ pháp đấy là các bạn cũng chọn được rất là nhiều rồi. Vì kiểu như là mình nhớ được cái sắc thái của nó là mình làm rất là nhanh nhá. Ok chưa? Đó là cái phần môn đai 8, nhớ là hái sao cho mình, đó là xếp đầu xếp cuối này, và chú ý cái xét ngữ pháp cũng như là hiện tượng đảo ngữ trong tiếng Nhật và tiếng Việt. Cho nên là cái danh từ quan trọng nhất thì là cái danh từ đứng xếp cụ sau cùng. Ok không ạ? Đó. Đó là bài 8 nha. Chúng ta sẽ xét sang cái bài 9, ok chưa? Xét sang cái môn đai 9 ấy, thì thực sự ấy, thì cái môn đai 9 này nó không khác gì một bài đọc hiểu, và thậm chí nó còn khó hơn bài đọc hiểu. Mà bởi vì cái này ấy, các bạn phải hiểu thì các bạn mới điền được. Nếu mà các bạn không hiểu ấy, thì các bạn không điền được. Đó, là như thế. Và nếu ấy, mà nó là phần từ nối thì các bạn phải biết được quan hệ giữa các đoạn văn, là xem là các quan hệ, các đoạn văn nó như thế nào. Nó cùng chiều khác chiều hay là nó đưa ra ví dụ gì gì đấy, được không ạ? Thì mình nghĩ ấy, là nếu mà bạn nào mà kém phần này thì các bạn có thể làm nhanh đi, tại vì nhiều khi mình nghĩ cũng không ra được, mình không phân tích được, mình không hiểu được là mình nghĩ sẽ không ra. Cho nên là các bạn làm sao đấy, đọc thật là nhanh phần này để mình có thời gian làm phần khác nhá, được không ạ? Được chưa? Và may mắn thì nó sẽ vào xét ngữ pháp. Ví dụ như là xét ngữ pháp là gì đấy? Nó osora cự thì có thể đi với daro này, hoặc là kamushirenai chẳng hạn, đúng không? Hay là các xét ngữ khác như mình nói ở cái phần trên đấy, đúng không? Ở cái phần môn đai 7 mà mình đã có phân tích một số xét ngữ pháp đấy. Thực ra xét ngữ pháp có rất nhiều luôn, mà nếu bạn nào để ý ấy, thì gần như là ngữ pháp nào cũng xét luôn. Bởi vì nó thể hiện cái sắc thái đó thì người ta sẽ thường dùng những cái từ như thế để người ta diễn tả. Cho nên là bạn nhớ được những xét sắc thái ngữ pháp hoặc là xét từ vựng ấy, đấy là một cái cách học rất là hiệu quả. Được chưa? Sau khi mà học đến N1 rồi thì mình thấy là xét ngữ pháp và xét từ vựng chính là cửa ngõ của mọi vấn đề đấy. Được không ạ? Mỗi khi mà người ta nói như thế thì người ta sẽ làm sao đấy? Người ta sẽ dùng những cái từ như vậy.
được không ạ? Đó, thế thì bây giờ mình sẽ gợi ý một số cái từ nối các đoạn thôi nhé. Và cái bôn đai chín này thì mình sẽ không chữa, bởi vì có chữa thì chắc chắn nó cũng không gì không vào. Và các bạn chỉ cần nhớ đó là bài này ấy, nếu mà bạn nào yếu đọc hoặc là bạn nào cảm thấy khó ấy, mà không nhìn được xét ngữ pháp thì tốt nhất là các bạn nên gì đọc qua và chọn nhanh nhé, chọn nhanh đi, được chưa? Đó, về phần từ nối này, ví dụ như là quan hệ nhân quả thì chúng ta có các cái từ như thế này, ok chưa? Takara, sorede, sonotame hoặc là sono kể cả, được chưa? Hoặc là đối lập thì sẽ có shikashi, danga, sore nano ni, tokoro ga hoặc là ga chẳng hạn, đấy, được chưa? Tiếp theo là gì đấy? Thêm vào đó nhá, các bạn có thể để ý ở đây và lát nữa các bạn có thể chụp lại màn hình, bởi vì cái này không nhất thiết là không chỉ là gì đây, các bạn nhớ ở trong ngữ pháp đâu, mà cái này còn giúp cho các bạn phần đọc hiểu nữa, phần đọc hiểu nhá, ok chưa? Thêm vào đó thì có soste, sore ni hoặc là gì đây? Sarani, shikamo hoặc là mata. Okay chưa? Tiếp theo đó là so sánh thì có ippo, tức là có mặt này thì có mặt kia, yaku ni tức là A và B đang ngược nhau đấy, soretomo hoặc là, đúng không? Ariwa cũng là hoặc là. Được chưa? Tiếp theo đó là chuyển đoạn thì sẽ có tokoro de, đúng không? Tokoro de, sate, nhớ nha, tokoro de thì là chuyển đoạn, nhân tiện thì tôi hỏi thêm cái gì đó, còn tokoro ga thì nhớ nó là bằng với ga, đấy, được chưa? Đấy, sate de wa hoặc là ano tomo are hoặc là sore wa so to, cái đó thì đấy nhưng mà chấm chấm chấm, ok chưa? Đấy thì chuyển đoạn nhá, được chưa? Nói tóm lại thì sẽ có một số từ như là sunawachi, tsumari, yosuru ni, semete hoặc là to toriwake, ok chưa? Còn về bổ sung giải thích thì có thể là ví dụ naze nara, nếu mà nói hỏi về lý do tại sao ấy, hoặc là thuyu no wa giải thích thêm, đúng không? Date hay đi với damon chẳng hạn, hoặc là nao hoặc là chinami ni, thì đây là một số cái từ nối đoạn mà mình chỉ là tôi đã nối đoạn có rất là nhiều, nhưng mình chỉ kể một số cái điển hình thôi và các bạn có thể chụp lại màn hình để chúng ta tham khảo nhé, được không ạ? Thì đấy là cái phần môn đai chín, và môn đai chín thì mình sẽ không chữa trụ cụ thể chi tiết nữa, bởi vì đấy nó không khác gì một bài đọc hiểu cả, đúng không? Gần như là không khác gì đọc hiểu. Nhưng mà mình cũng chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn đó là trong cái phần môn đai chín này ấy, thì đối với cái từ nối đoạn, đúng không? Trong cái bài mà có từ nối đoạn thì cũng là một cái phần mà các bạn có thể lấy được điểm, bởi vì chúng ta chỉ cần đọc cái đoạn cuối ở đoạn trên và đoạn đầu của đoạn dưới thôi. Tức là cuối trên và đầu dưới thì mình có thể suy đoán được là hai cái đoạn này nó đang gì? Đang cùng chiều, khác chiều, đối lập hay là so sánh hay gì gì đấy để mình có thể chọn được một cái từ thích hợp. Ok không ạ? Và một cái nữa đó là xét ngữ pháp. Nếu mà bạn nhìn thấy kamoshirenai thì có thể chọn là gì? Moshikashitara nani nani kamoshirenai, đúng không? Đấy, cái xét ngữ pháp này các bạn, nếu mà bạn nào có xét ngữ pháp thì có thể tham khảo ở phần cuối của cuốn sinh N3, N2, N1 đều có. Được không ạ? Phần cuối của cuốn ngữ pháp ấy, được chưa? Đấy thì các bạn có thể tham khảo nhé. Và đây chính là cái phần mà cái cách, đúng không? Cái cách giải quyết cái phần ngữ pháp trong đề thi GLPT với môn đai 7, môn đai 8 và môn đai 9, được không ạ? Thì chốt lại này, môn đai 7 ấy, thì là các bạn cần phải có khả năng dịch, và thứ tiếp theo đó là khả năng dịch câu là một này, và cái thứ hai là xét ngữ pháp, đúng không ạ? Xét ngữ pháp. Còn đối với môn đai 8 thì các bạn nhớ cho mình đó là ghép đầu ghép cuối, ok chưa? Ghép đầu ghép cuối và sự liên hệ giữa các đáp án với nhau, đấy, liên hệ giữa các đáp án với nhau và một số cái cách kết hợp giống hệt bài 22 ở N5, được chưa? Đối với môn đai 9 ấy thì như một bài đọc, cho nên là bạn nào đọc nhanh được thì đọc, còn không thì có thể nếu như bạn nào cảm thấy kém quá mà đọc mãi mà mình không hiểu thì có thể lưu sang phần khác để mình có thời gian làm bài khác nha, được chưa? Và nhớ cái phần xét ngữ pháp nhé. Mình rất là nhấn mạnh cái phần xét ngữ pháp và xét từ vựng, tại vì cái đấy rất là hiệu quả khi mà mình đi thi, được không ạ? Được chưa? Thì đây chính là cái clip mà mình làm về cách phương pháp thời gian này, và cũng như là cái cách giải quyết các phương pháp mà làm ngữ pháp trong thi GLPT. Nhớ là không làm quá 25 phút nha, được chưa? Làm quá 25 phút là bạn sẽ bị phần đọc của bạn sẽ không ra gì đâu, được chưa? Nên là cố gắng là phải quản lý được thời gian của mình. Và cuối cùng đó là chúc các bạn đậu thi kỳ thi GLPT tháng 12 năm 2020, được không ạ? Và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong một số cái clip nữa. Nên là các bạn nào cảm thấy cái clip của mình có ích cho các bạn thì các bạn hãy theo dõi tiếp các clip tiếp theo nha, được không ạ? Hoặc là ít biết đâu là sau đây cái góc nhìn của mình sẽ làm cho các bạn giải quyết bài tập một cách hiệu quả hơn rất là nhiều thì sao, được không ạ? Đó thì chúc các bạn sẽ thi đậu kỳ thi GLPT tháng 12 năm 2020, và mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.